clip này là tao chửi những con đĩ gian tức ở nè. Mấy con đĩ gan ăn tức ở, thấy người ta hạnh phúc làm ăn phát tài rồi đâm chọt buông những lời thị phi, nói người ta làm chuyện tầm phào thế sự. Mấy con đĩ gan ăn tức ở, nhẹ vô đây nghe chị ba mà dạy cho một bài học mà nhớ đời. Mấy con đĩ xúc vật miệng năm bô bồ bồ dao găm, đi tới đâu thì cũng dành lòn thương chị yêu. Ồ chị yêu cục vàng của chị, chị tấm nhân nghĩa nhân tình giảng đạo Phật, nói tình yêu quay lưng thì chửi chị. Mà con đĩ xúc sanh, mà con đĩ âm binh, mấy con đĩ hai mặt nhảy vô đây. Mấy con đĩ sống hai mặt mà miệng nam mô mà tâm địa độc ác, bồ dao găm trong bụng đâm chọt đủ điều của người ta, làm vợ chồng gỡ con người ta ly tán. Mấy con đĩ tào lao đâm chọt thị phi, lưỡi không xương mà nhiều đường lắc léo, gắn tạo nghiệp để chờ cháu đời con hưởng phước đức mà lọc tay. Đừng gieo chi mà khẩu nghiệp hại người trăm lần giảng kiếp, thế nào khó thoát khỏi địa ngục của âm binh. Miệng thì mà nam mô mà tâm địa độc ác, là chỉ những mà con đĩ mà chuyên môn. Mấy con đĩ độc tâm, độc tỷ, độc xương, độc máu, độc lồn. Mấy con đĩ tào lao, mấy con đĩ gặp mấy cái đứa mà nói là nam mô đồ ân cứu khổ rồi đủ má ra rồi đâm chọt người ta đủ kiểu. Tôi thấy mấy con đĩ hai mặt tôi mắc mệt, tôi phải chửi nó mới được. Mấy con đĩ mà trước mặt mà tình cảm thân thiêu nha, quay lưng là nói mình làm đĩ lấy ta tùm lum hết trơn, mấy đứa là tôi không có chịu. Bởi vì tôi mệt, nhắc tới mấy con đĩ hầm hầm này tôi cũng mệt. Cho nên nhiều khi mà không phải là tôi lên clip chửi mà tôi mắc dạy, tại vì nó nói tôi quá trời, tôi mới lên mạng tôi phản công. Cho nên có gì thiếu sót khẩu nghiệp các anh chị bỏ qua cho, nhưng mà tôi phải chỉ mấy nhau này chút xíu nha. Mấy con đĩ sống hai mặt lật ngang như bánh tráng mà đi sân phi đủ điều, trước mặt người ta mà thương yêu tình cảm, nói giảng đạo nói đạo đức ở đời, sống nhân cách và nhân nghĩa sống như cái lồn người ta mà đi đặt giảng đạo người ta, mình trăm lần người ta sai. Mấy con đĩ hai mặt coi chừng chị sẽ lồn ra luôn, đừng nhóm lồn mà sân si, đừng nhiều chuyện đừng đâm thọt, đừng khẩu nghiệp thả tao chửi la làng, tao không dùng lời lẽ ngọt ngào mà công kích sau lưng để người ta mà ly tán, vợ chồng mà chia đôi. Nhắc tới mấy con đĩ là càng tức,